Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Huyền Thu trong các video thời gian vừa qua. Hãy ấn đăng ký để theo dõi được nhiều video hơn và đừng quên chia sẻ video ý nghĩa này tới những người thân xung quanh quý vị nhé. Quý vị thân mến, đàn ông thì yêu bằng mắt. Câu nói này rất đúng bởi không chỉ đàn ông mà bất kể ai cũng sẽ yêu thích những cái đẹp. Thế nhưng, ngoài việc dùng mỹ nhân kế để thu hút cánh mày râu ra, thì phụ nữ vẫn còn những bí quyết khác. Điển hình như là việc quyến rũ đàn ông bằng cách biết 6 đặc điểm mà họ mong muốn được chạm vào. Nắm bắt được 6 điểm này, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ đổ gục, mê mệt bạn mà thôi. 6 điểm đó là gì? Mời quý vị cùng đón xem trong clip ngay sau đây. Đàn ông mê mệt nếu phụ nữ chạm đúng 6 chỗ hiểm này. 1. Bàn tay. Nhiều người nghĩ rằng nắm tay là một hành động quá đơn giản khi yêu nhau hay cả khi đã trở thành vợ chồng. Nhưng thực tế, đàn ông thích cảm giác được phụ nữ chủ động nắm tay, xoa xoa vào lòng bàn tay thô ráp của anh ấy. Bởi thế, đôi khi bạn nên thử bất ngờ tìm đến tay chàng, đan những ngón tay vào nhau để cảm giác trân trọng và thân mật hơn. 2. Tai. Cảm giác được anh ấy thì thầm những lời ngọt ngào vào tai có phải rất khó quên? Thế thì hãy làm những điều tương tự với đàn ông, vì dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều yêu bằng tai. Đàn ông cực kỳ thích được nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ, nhất là theo phương thức thì thầm vào tai. Hãy chọn những thời điểm đàn ông đang lơ là để thì thầm vào tai anh ấy những điều dễ nghe và dịu dàng nhất. Chắc chắn dù là một người đàn ông lạnh lùng thế nào cũng sẽ đổ gục trước hành động này của bạn. 3. Tóc. Nhiều đàn ông thực sự thích thú khi được phụ nữ nghịch tóc. Họ có cảm giác được vỗ về, thoải mái, thậm chí là cực kỳ tận hưởng. Đặc biệt là khi mệt mỏi, hành động vuốt ve tóc, xoa bóp da đầu có thể khiến cho đàn ông được thư giãn. 4. Ôm. Không chỉ phụ nữ thích được ôm, mà đúng hơn thì bất kỳ ai khi yêu đều thích được cảm nhận tình cảm ở đối phương từ những cái ôm. Đàn ông cũng thế, những cái ôm từ phía sau bất ngờ và ấm áp có thể khiến cho đàn ông cảm giác hạnh phúc và hứng thú. Sau đó, anh ấy sẽ vội nắm lấy tay bạn, tận hưởng cảm giác thoải mái và hài lòng. Hoặc bạn có thể bất ngờ xa vào lòng đàn ông khi anh ấy không ngờ tới. Có thể lúc đó bạn có thể nghe được nhịp tim rộn ràng của chàng. 5. Môi. Phụ nữ chăm chút đôi môi của mình bao nhiêu thì đàn ông càng để ý phụ nữ muốn được mình hôn như thế nào. Nụ hôn cũng là phương thức đơn giản nhưng sâu sắc và để lại cảm xúc khó quên nhất với cả hai. Phụ nữ đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm qua những nụ hôn, đặc biệt là những nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào, khiến đàn ông cảm thấy hứng thú. Vì biết đâu, ngọn lửa trong anh ấy sẽ được châm ngòi từ những nụ hôn của bạn. 6. Má. Phụ nữ thích cảm giác được cưng nựng chạm vào má. Đàn ông cũng thích cảm giác này. Nhưng hành động bất ngờ nhẹ nhàng vuốt má anh ấy của bạn có thể khiến cho người đàn ông của bạn bất ngờ ngẩn người trong vài giây. Đó là hành động cho đàn ông cảm giác thân thiết và biết rằng bạn rất quý trọng anh ấy. Giữ chồng luôn là từ khóa thu hút sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một người vợ, người phụ nữ của gia đình thì phải biết cách làm sao để luôn giữ được lửa trong tình cảm hôn nhân. Và một người vợ khôn ngoan thì còn có thể giữ chồng mà không cần quá tốn công sức. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có bí quyết giữ chồng cho riêng mình, nhưng tự chung lại có những điều không thể thiếu trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình của một người phụ nữ khôn ngoan. Thứ nhất, chiều chồng đúng cách. Dù rằng trong hôn nhân cần sự nuông chiều để cả hai cảm thấy được sự ngọt ngào từ đối phương, nhưng người vợ thông minh sẽ không nuông chiều chồng sai cách, đặc biệt là trong việc nhà. Họ vẫn chia sẻ cùng chồng, họ muốn chồng thấy trách nhiệm với gia đình trong từng việc nhỏ đó và có làm thì sẽ có thưởng. Họ cho chồng cảm giác được khen ngợi, được chăm sóc, được yêu chiều khi gần gũi.
Một sai lầm mà nhiều phụ nữ mắc phải là chiều chồng thái quá. Chăm sóc từng ly từng tí như mẹ chăm con, điều này đã khiến cho nhiều người chồng ngột ngạt mà than rằng thừa mẹ nhưng thiếu vợ. Mỗi người chồng đều có sự khát khao muốn được thỏa mãn điều gì đó theo một cách riêng. Nếu sự khát khao ấy được vợ đáp ứng, khiến chồng hài lòng thì người chồng sẽ hạnh phúc. Ngược lại, nếu người vợ chiều những điều mà chồng không thích thì người chồng sẽ khó chịu. Vì lẽ đó, nên muốn chiều chồng, người phụ nữ cần hiểu đặc điểm, sở thích của chồng mình. Chỉ khi hiểu chồng mới biết cách chiều chồng. Một người vợ mà chưa đợi chồng nói ra đã biết chồng thích gì, nghĩ gì và khéo léo đáp ứng điều chồng muốn, thì người vợ ấy mới thực là tuyệt vời. 2. Ngoại hình hấp dẫn. Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Thời gian trôi đi, khi sống cùng người phụ nữ của mình, đàn ông vẫn không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng ý thức được điều này. Phụ nữ Việt Nam sau khi kết hôn thường có xu hướng bỏ qua việc chăm chút vẻ đẹp ngoại hình của mình. Điều này khiến cho người chồng cảm thấy vợ mình không còn sức hấp dẫn và nảy sinh chuyện tình cảm ngoài hôn nhân. Trong khi đó, có những phụ nữ dù không tài giỏi cũng không quá xinh đẹp, nhưng rất được chồng yêu chiều vì họ luôn nỗ lực trở thành người duyên dáng trong mắt chồng. Vậy nên, cho dù quỹ thời gian ít ỏi đến mấy, thì chị em cũng nên dành sự chăm sóc cho bản thân mỗi ngày. Một người phụ nữ khôn ngoan luôn để ý đến sở thích của chồng. Nếu chồng thích màu gì, kiểu dáng ra sao, họ sẽ lựa theo đó để chọn đồ cho mình. Chỉ với một vài điều nhỏ nhỏ đó, không mất quá nhiều công sức và thời gian, nhưng họ luôn đẹp trong mắt chồng. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ giảm đi nhiều nguy cơ ngoại tình của chồng. Thứ ba, khen ngợi chồng. Dù có ngưỡng mộ chồng hay không, phụ nữ cũng nên dành những lời khen ngợi dành cho chồng. Những lời nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào là điều không nên thiếu ở một người vợ. Những lời khen này sẽ giúp cho người đàn ông luôn cảm thấy hãnh diện, thấy rằng họ được vinh quang ngay trong gia đình, chứ không phải đi tận đâu mới được tìm thấy. Đây là điều rất quan trọng với đàn ông. Vì lẽ đó, nên người vợ nào mà đánh giá chồng cao thì người đó nắm giữ hạnh phúc gia đình bền chặt. 4. Luôn có lòng tin ở chồng. Đàn ông cần lòng tin ở vợ như một động lực, bản lĩnh để làm bất cứ điều gì. Có rất nhiều người đàn ông thành công, giàu có thừa nhận rằng động lực lớn nhất họ có được là từ vợ. Khi được người phụ nữ của mình thừa nhận, đàn ông sẽ có lòng tin hơn vào bản thân. Thậm chí họ sẽ can đảm hơn để quyết tâm đạt được mục tiêu. Chính vì vậy, chị em đừng bao giờ để chồng cảm thấy rằng vợ không tin tưởng vào mình hay mình không đáng để vợ dựa dẫm. Hãy cho anh ấy sự tín nhiệm, hy vọng đàn ông sẽ đáp trả lại những thành tựu bất ngờ. 5. Yêu quý gia đình nhà chồng. Đừng bàn tới việc bạn có thật lòng yêu quý bố mẹ chồng, anh em của chồng hay không. Chỉ cần bạn tỏ ra quan tâm tới những người trong gia đình nhà chồng một cách chân thành là anh ấy đã xúc động rồi. Vì thế, kể cả khi bạn không ưa họ, cũng không nên đưa chồng vào thế khó xử. Hãy tỏ ra yêu quý họ, quan tâm đến họ từ những việc nhỏ nhất để làm hài lòng chồng nhé. 6. Thấu hiểu. Đàn ông muốn được thấu hiểu. Đó là một trong những nhu cầu của họ trong tình cảm. Một người vợ khôn ngoan sẽ hiểu người đàn ông của mình mạnh ở điểm nào, còn gì thiếu sót. Họ biết chồng cần gì, muốn gì và đang có những gì. Vì hiểu nên sẽ âm thầm sẻ chia, đồng hành và tin tưởng. Có một người vợ thấu hiểu, đàn ông luôn muốn về nhà. Đó là cảm giác muốn trở về nơi họ cảm thấy thoải mái nhất. Đàn ông có một người vợ không thấu hiểu thì dù có ở cạnh cũng cảm thấy xa cách. 7. Nấu ăn ngon. Cách nhanh nhất đến tới trái tim của một người đàn ông là cách dạ dày. Vì thế, đừng bao giờ coi thường việc bếp núc trong gia đình, vì chị em chính là người giữ lửa trong bếp. Những bữa ăn ngon, đổi món, đẹp mắt sẽ khiến chồng bạn yêu chiều, cưng nựng bạn hơn. Người phụ nữ xấu không hẳn là quan trọng. Quan trọng
là phụ nữ biết nấu ăn thì mới được người chồng yêu chiều. Một người xinh đẹp nhưng lại vụng về, chẳng biết nấu nướng gì thì thật sự hôn nhân sẽ khó bền lòng. Phở có thể ngon vài bữa, nhưng cơm thì lại thèm cả đời. 8. Biết cách làm chồng ghen ngược. Bạn tôn trọng thế giới riêng của chồng thì cũng hãy cho mình thế giới riêng để xem cách anh ấy ứng xử với điều đó như thế nào. Biết cách làm cho chồng ghen ngược, thấy bạn vừa hấp dẫn vừa bí ẩn như hẹn hò, ăn uống, xem phim hay du lịch mà không có anh ấy. Điều đó sẽ khiến cho anh ấy tò mò và quan tâm tới bạn nhiều hơn. 9. Phần mình tiền bạc. Đừng để tiền hay tài chính chi phối mối quan hệ của bạn. Không phải quá khắt khe kiểm tra tài khoản của anh ấy hay những món tiền mà anh ấy chi tiêu. Hãy cùng ngồi lại với nhau để tìm ra những nguyên tắc quản lý tài chính để tránh những xung đột không đáng có. Tiền bạc phân minh sẽ khiến bạn tự chủ hơn trong cuộc hôn nhân của mình. Điều đó đặt nền tảng cho việc giữ chồng mà như không giữ.